Cô chỉ mong làm sao mà đỡ được 50%. Làm cho cái mặt nó sáng lên. Các bên nào mà nó mờ đi một chút thôi cũng được. Với nước sở nám không chữa khỏi, laser Picotip với đầu tip chuyên biệt tạo ra thuộc tính hội tụ cực nhỏ nhưng năng lượng cực mạnh phá hủy sắc tố dưới da, mang tới hiệu quả xịn nám được cam kết tới 80%. Với nước sở hỏng da sau bắn laser, tia lạnh cryogen đẩy mức nhiệt xuống dưới âm 20 độ C, giúp làm lạnh vùng da, loại bỏ hoàn toàn tình trạng bỏng rát và nguy cơ cháy da. Với nước sở nám tái phát, tinh chất BioCell giúp tái tạo tế bào chuyên sâu, nuôi dưỡng da khỏe từ gốc và triệt tiêu khả năng gốc melanin trở lại. Mỗi khách hàng đều có một phác đồ điều trị riêng biệt và được bác sĩ trực tiếp trị liệu, điều chỉnh mức năng lượng phù hợp với làn da của từng người. Giờ thì mình đã hiểu vì sao nó chữa không khỏi đấy. Và giờ trông da rất là trắng sáng và trẻ trung so với tuổi rất là nhiều. Mình đã nghĩ là hết hy vọng rồi. Mà cái tuổi này mà chữa được cái mặt sáng như này là nó thật sự là rất là sướng. Bây giờ mặt mày nó sáng sủa, cô cũng thấy vui vẻ, yêu đời.